Hôm nay mình sẽ học bài quyền sở hữu trí tuệ. À, như vậy là nội dung của bài học hôm nay. Mem sẽ tìm hiểu về khái niệm sở hữu trí tuệ. Tìm hiểu về phân loại, tính chất, so sánh sự khác nhau giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp và tìm hiểu một số vấn đề về sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu. Rồi thì đầu tiên là về giới thiệu về sở hữu trí tuệ. Về giới thiệu sở hữu trí tuệ thì đây là một cái ví dụ đưa ra trong trường hợp là không đăng ký kiểu dáng công nghiệp trước khi mà đưa sản phẩm ra thị trường. Do đó đã gây ra cái thiệt hại, cái ảnh hưởng đến thị phần của một cái hãng xe. Thì đó là hãng xe máy Rim, hãng xe Honda đã được đưa ra ví dụ. Ha, thì mình thấy là có nghĩa là một thời gian sau khi mà cái chiếc xe Honda được đưa ra thị trường, đó chiếc xe Rim được đưa ra thị trường, thì những cái hãng khác họ sản xuất cái chiếc xe cũng y hệt với cái chiếc xe Honda, chiếc xe Rim. Ví dụ như là mình có là Delim, Lifan, Honda. Thì đây là một cái điều nó sẽ ảnh hưởng và gây thiệt hại đến thị phần của hãng xe Honda. À, đây điều này nó sẽ gây thiệt hại và ảnh hưởng đến thị phần và lợi nhuận của hãng xe Honda. Thì sau đó hãng xe Honda có đi khiếu nại, có đi khởi kiện, đó có đi kiện, nhưng mà hãng xe Honda cũng không có khiếu nại và khởi kiện được, tại vì là họ họ Sam em không có đăng ký kiểu bảo hộ kiểu dáng xe trước khi mà đưa ra thị trường. Đó chính vì là không đăng ký bảo hộ kiểu dáng xe cho nên là cái kiểu dáng xe này nó đã mất tính mới đối với thế giới và nó không còn khả năng được bảo hộ nữa. Đó, như vậy là cái kiểu dáng xe này nó đã mất tính mới cho nên là nó không còn khả năng được bảo hộ. Thì tương tự với trường hợp của xe Rim của hãng Honda, ở đây là một cái ví dụ đối với chiếc xe hơi. Ha, một cái ví dụ đối với nhà nhà sản xuất xe hơi. Thì một loạt những cái xe mà của Trung Quốc sản xuất đó, có cái kiểu dáng mô phỏng cũng giống với cái kiểu dáng các loại xe của Nhật. Và tương tự tại Hoa Kỳ thì hãng Chery của Trung Quốc cũng bắt đầu xâm nhập Hoa Kỳ với cái kiểu dáng xe WeWe mô phỏng cái kiểu dáng xe Daewoo Matic đó. Vậy thì cái trường hợp này nó cũng giống với cái trường hợp của xe Rim hãng Honda năm xưa. À, tuy nhiên thì họ cũng không đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho xe cho nên là họ dù cho họ có khiếu nại có khởi kiện đi chăng nữa thì cũng thua, cũng không thể nào khiếu nại được tại vì là họ đã không đăng ký cái kiểu dáng trước khi mà đưa xe ra thị trường đó. Em thấy là cái kiểu dáng này nó mô phỏng cũng tương tự ha, ở trên là Chery của Trung Quốc và ở dưới là Matic đó. Vậy thì đó là những cái ví dụ về có tranh chấp về sở hữu trí tuệ nhưng mà vì là họ không có đăng ký, không có đi đăng ký để mà sở hữu trí tuệ, có quyền sở hữu trí tuệ, do đó là họ đã bị ảnh hưởng đến cái lợi nhuận và ảnh hưởng đến cái thị phần. Thì như vậy về vai trò sở hữu trí tuệ, vai trò sở hữu trí tuệ lưu ý là mình có hai vai trò ha, có hai vai trò. Vai trò thứ nhất là giúp nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật trên thế giới. Vai trò thứ hai là định hướng phát triển khoa học công nghệ của các quốc gia. Đó, lưu ý giùm cô là mình sẽ có hai vai trò nha. Vai trò thứ nhất giúp nâng cao trình độ. Tại sao giúp nâng cao trình độ? Thì nếu như mà không có sở hữu trí tuệ thì em hình dung là khi mà con người ta sáng tạo sáng chế ra, người ta sẽ rất là ngại việc chia sẻ. Tại vì chia sẻ đồng nghĩa với việc là người khác có quyền sử dụng cái sáng chế đó, người khác có thể kinh doanh dựa trên cái sáng chế đó nếu như không có sở hữu trí tuệ, đúng không? Cho nên nhiều người nếu như mà mình có sáng tạo, mình có sáng chế mà mình đưa ra người ta kinh doanh trên cái đó, mình không có cái quyền gì cả, vậy thì có những trường hợp người ta sẽ giấu, người ta sẽ không chia sẻ đó. Vậy thì cái việc mà giấu không chia sẻ đương nhiên sẽ làm cho trình độ khoa học kỹ thuật nó thụt lùi. Vậy thì sở hữu trí tuệ đảm bảo được cái quyền lợi cho những người mà có những cái sáng chế, có những cái sáng tạo. Đó, giống như là sáng chế đúng không? Em phát minh ra thuốc mới thì em sẽ được cái thời gian độc quyền.
là chỉ mình em được sản xuất thôi, những công ty khác không được phép sản xuất đó. Vậy thì vai trò thứ nhất em thấy là sẽ giúp nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật trên thế giới, nó sẽ khuyến khích, nó sẽ khích lệ cho con người luôn luôn là sáng tạo, có những cái sáng tạo, những cái sáng chế mới. Vai trò thứ hai là sẽ định hướng phát triển khoa học công nghệ của các quốc gia. Vậy thì mình sẽ biết được là cái mức phát triển của cái vấn đề đó, của cái đối tượng đó nó tới đâu rồi, và mình sẽ đi cái hướng tiếp theo là hướng gì, phát triển như thế nào, người ta đã làm tới đâu và bây giờ người ta làm rồi thì mình sẽ đi theo cái hướng tiếp theo nữa. Đó có nghĩa là mình sẽ giúp cho mình định hướng được là mình nên nên phát triển hướng nào, nên làm cái gì tiếp theo đối với cái những cái vấn đề về liên quan về khoa học công nghệ đó. Vậy thì có hai vai trò nhớ nha, thứ nhất là sẽ giúp nâng cao và thứ hai là sẽ giúp định hướng. Tiếp theo là khái niệm sở hữu trí tuệ, khái niệm quyền sở hữu trí tuệ. Thì quyền sở hữu trí tuệ là tập hợp các quyền đối với tài sản vô hình. Lưu ý dùm cô ở đây là mình sẽ nhắc tới là đối với tài sản vô hình. Và tài sản vô hình chính là thành quả lao động sáng tạo hay là uy tín kinh doanh của các chủ thể được pháp luật quy định bảo hộ. Đó, như vậy là tài sản vô hình chính là thành quả lao động sáng tạo hay là uy tín kinh doanh. Thì thành quả lao động sáng tạo ví dụ như là thuốc mới đúng không, việc phát minh ra một thuốc mới là công thức bào chế đó, thì đó là thành quả lao động sáng tạo. Hay uy tín kinh doanh là cái thương hiệu mình đã tạo ra được, cái thương hiệu của cái sản phẩm ha, và được pháp luật quy định bảo hộ. Thì em lưu ý giùm cô là quyền sở hữu trí tuệ là tập hợp các quyền đối với tài sản vô hình, là những cái tài sản mà mình không thể nhìn thấy được. Thì tài sản của doanh nghiệp thì mình phải phân biệt ra là tài sản vô hình và tài sản hữu hình. Thì tài sản hữu hình là gồm nhà máy, nhà xưởng, máy móc, tài chính, cơ sở hạ tầng, có nghĩa là những cái mà mình thấy được. Còn tài sản vô hình nè là gồm bí quyết kỹ thuật, ý tưởng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, thương hiệu, kiểu dáng, thấy không? Bí quyết kỹ thuật ví dụ như là công thức bào chế, quy trình sản xuất đó, rồi chiến lược kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng gọi là tài sản vô hình, hoặc là cái thương hiệu của doanh nghiệp đó, hoặc là cái kiểu dáng của cái sản phẩm. Thì như vậy lưu ý giùm cô nha, quyền sở hữu trí tuệ là tập hợp các quyền đối với tài sản gì đây, tài sản vô hình. Rồi tiếp theo là một cái ví dụ đưa ra, một cái ví dụ đưa ra từ cái chiếc đèn an toàn của Humphrey Davy, thì đã cho mình thấy được là gì, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ giúp nâng cao được chất lượng của sản phẩm đó. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ giúp nâng cao được chất lượng sản phẩm. Thì Humphrey Davy đã phát minh ra chiếc đèn an toàn ở Việt Nam mình gọi là đèn măng sông. Mấy em nhìn vô cái hình này đó, thì đây là cái đèn măng sông nha. Vậy thì khi mà ông phát minh ra cái đèn này thì ông muốn là mọi người biết đến và mọi người có thể sử dụng được một cách rộng rãi, cho nên là ông không muốn có quyền sở hữu trí tuệ đối với cái sản phẩm này, ông không muốn có quyền sở hữu trí tuệ. Và khi mà cái điều này đã dẫn đến là gì, nhiều thương gia đã sản xuất cái đèn an toàn này và bán tràn lan bất chấp chất lượng thấp, và gây ra nhiều vụ nổ hầm lò khiến cho nhiều người thiệt mạng. Trước đây có nghĩa là vì sao mà ông không muốn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của ông? Tại vì là trước đây khi mà người ta làm việc trong hầm lò, người ta phải sử dụng lửa, sử dụng đuốc, thì điều này là rất nguy hiểm. Tại vì là trong hầm lò mà sử dụng lửa, đuốc như vậy thì nó sẽ dễ gây ra những cái vụ cháy nổ, tại vì trong hầm lò thì có rất là nhiều khí ga. Thì khi mà ông có phát minh ra chiếc đèn này, ông muốn người ta sử dụng, biết đến và sử dụng rộng rãi để mà đảm bảo được cái sự an toàn. Đó, không không cần phải sử dụng lửa đuốc nữa mà sẽ sử dụng cái chiếc đèn này. Tuy nhiên, mặc dù là cái suy nghĩ của ông là tốt, tuy nhiên là nó đã dẫn đến cái hậu quả là những cái công ty khác, những cái thương gia khác họ sản xuất tràn lan và họ cạnh tranh với nhau bất chấp
chất lượng thấp, và vì chất lượng thấp cho nên đã gây ra những cái vụ nổ hầm lò và khiến cho nhiều người thiệt mạng. Đó. Vậy thì cái thảm kịch này đã dạy cho chúng ta bài học là gì? Bằng độc quyền sáng chế còn được dùng để đảm bảo chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất. Đó. Vậy thì nếu như mà có độc quyền sáng chế, chiếc đèn này chỉ có Humphrey Davy được phép sản xuất thôi, thì chắc chắn là nó sẽ chất lượng rất là tốt và đảm bảo được cái sự an toàn. Còn bây giờ ông không muốn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ông muốn ai cũng có thể sử dụng, ai cũng có thể sản xuất kinh doanh, để mà làm sao mà nhiều người biết đến, nhiều người sử dụng thì càng tốt. Nhưng mà nó lại gây ra những cái vấn đề về chất lượng ha, và dẫn đến là nhiều người thiệt mạng vì những cái vụ nổ. Đó. Như vậy ở đây rút ra một cái bài học là gì, lưu ý giùm cô: bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ nâng cao được chất lượng sản phẩm ha. Đó là cái ví dụ của Humphrey Davy về chiếc đèn an toàn. Về phân loại sở hữu trí tuệ, về phân loại sở hữu trí tuệ thì mình có tất cả là ba quyền, có tất cả là ba quyền. Thứ nhất là quyền tác giả, thứ hai là quyền sở hữu công nghiệp, và thứ ba là quyền đối với giống cây trồng ha. Mình có tất cả là ba quyền. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ học hai quyền, mình sẽ học hai quyền thôi. Thứ nhất là quyền sở hữu công nghiệp và thứ hai là quyền tác giả. Đó, mình sẽ học hai cái quyền này, quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. À, còn quyền đối với giống cây trồng thì hôm nay mình sẽ không có học tới. Đó, mình sẽ không học tới. À, nội dung bài của mình hôm nay mình chủ yếu là mình sẽ phân tích, mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Đầu tiên về khái niệm quyền tác giả thì quyền tác giả sẽ bảo hộ quyền nhân thân và quyền tài sản. Đó, bảo hộ quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật. Như vậy lưu ý giùm cô chỗ này ha. Nó quyền tác giả nó sẽ bảo hộ gồm có hai quyền nha. Gồm có hai quyền là thứ nhất là quyền nhân thân và thứ hai là quyền tài sản. Đó. Quyền nhân thân và quyền tài sản. Lát nữa mình sẽ phân tích là quyền nhân thân là gồm như thế nào và quyền tài sản như thế nào. Nhưng mà bây giờ là mình phải ghi nhớ giùm cô nè là gồm có hai quyền nha, là quyền nhân thân và quyền tài sản. Đó, mai mốt mà mình ví dụ như là đề thi người ta cũng sẽ hỏi, nhưng mà người ta nói là quyền thân nhân thì cũng là sai nha, gọi là quyền nhân thân. Đó, và quyền tài sản của ai thì ở đây là mình sẽ có thứ nhất là của tác giả và thứ hai là của chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật. À, thì tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả thì nó khác nhau như thế nào? Đôi khi tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả là một, đúng không? Tại vì em là tác giả và em cũng chính là chủ sở hữu quyền tác giả. Nhưng đôi khi tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả là hai người khác nhau. À, là hai người khác nhau. Ví dụ như em sáng tác ra, em có cái bài báo này, em viết ra cái bài báo này, em viết ra cái cuốn sách này. Nhưng mà sau đó em đã bán cái quyền sở hữu, đúng không? Em đã bán cái quyền sở hữu cho một người khác. Đó, hoặc là một người thuê, thuê người ta để mà viết cho mình một cái bài hát. Đó. Viết cho mình một cái bài hát. Đó, ví dụ như Trường Nguyễn Tất Thành đi, đúng không? Thuê người ta để viết cái bài hát về Trường Nguyễn Tất Thành. Thì cái người mà viết đó chính là tác giả, nhưng Trường Nguyễn Tất Thành chính là chủ sở hữu quyền tác giả. À, chủ sở hữu quyền tác giả. Đó. Như vậy là tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả có khi là một người, nhưng cũng có khi khi là hai người khác nhau. Hiểu không? Hai người khác nhau trong trường hợp ví dụ như là cái tác phẩm này đã được bán hay hoặc là thuê một người để mà viết cái tác phẩm đó cho mình. Và về độc quyền sử dụng và khai thác tác phẩm chính là chủ sở hữu ha. Chủ sở hữu quyền tác giả sẽ độc quyền sử dụng và khai thác tác phẩm. Đó. Mọi hành vi sao chép, trích dịch, công bố, phổ biến nhằm kinh doanh mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu thì được coi là xâm phạm quyền tác giả. Đó. Như vậy là cái người mà sử dụng và khai thác tác phẩm thì ở đây là mình nhắc tới là chủ sở hữu thì nó sẽ chính xác hơn là tác giả. Nha. Tác giả khác với chủ sở hữu hồi nãy cô đã nói rồi, nhưng mà liên quan đến cái vấn đề là độc quyền sử dụng và khai thác tác phẩm gọi là chủ sở hữu, họ sẽ có cái quyền này.
Đó, vậy thì lưu ý nha, độc quyền sử dụng và khai thác tác phẩm chính là chủ sở hữu chứ không phải là tác giả. Nào, độc quyền sử dụng và khai thác liên quan đến vấn đề sử dụng và khai thác gọi là chủ sở hữu quyền tác giả. Đó, có thể là tác giả luôn trong trường hợp là người đó là một, nhưng nếu như đó là hai người khác nhau thì chủ sở hữu sẽ là độc quyền sử dụng và khai thác tác phẩm. Và những cái hành vi mà sao chép, trích dịch, công bố mà kinh doanh không có sự đồng ý của chủ sở hữu được xem như là xâm phạm quyền tác giả. Tiếp theo là cái quyền sở hữu công nghiệp. Quyền sở hữu công nghiệp thì bao gồm quyền đối với một số các cái đối tượng sau. Thứ nhất là sáng chế. Thứ nhất là sáng chế. Thứ hai là giải pháp hữu ích. Thứ ba là kiểu dáng công nghiệp. Thứ tư là nhãn hiệu. Thứ năm là chỉ dẫn địa lý. Thứ sáu là tên thương mại. Thứ bảy là bí mật kinh doanh. Và tám là quyền chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Như vậy thì đối với sáng chế ví dụ như là đối với việc phát minh ra một thuốc mới, thì phát minh ra một thuốc mới thì được gọi là sáng chế, và sáng chế là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, hiểu không? Rồi, giải pháp hữu ích cũng là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Cô ví dụ nha, cô ví dụ như là từ việc mà con người ta đi bộ, người ta phát minh ra một chiếc xe đạp thì cái chiếc xe đạp này được gọi là sáng chế, hiểu không? Nhưng mà từ chiếc xe đạp người ta chuyển qua người ta đi xe đạp điện đó, người ta có cái giải pháp để mà sử dụng xe đạp điện thay vì là đạp trước như trước đây, thì bây giờ là từ xe đạp mà chuyển sang xe đạp điện, đây chính là cái giải pháp hữu ích, hiểu không? Đó, rồi như vậy giải pháp hữu ích nè cũng là đối tượng này, hoặc là kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp mà hai cái kiểu dáng xe hồi nãy đã đưa ra ví dụ cho mấy em thấy đó, đúng không? Vì chính vì là họ không đăng ký cái kiểu dáng của chiếc xe, không đăng ký bảo hộ kiểu dáng của chiếc xe, cho nên là nó đã mất tính mới và ai cũng có thể sử dụng đó. Rồi, hoặc là nhãn hiệu cũng là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Thì ở đây nhãn hiệu là cái tên gọi của sản phẩm hàng hóa dịch vụ để mà mình phân biệt hàng hóa dịch vụ của các tổ chức cá nhân với nhau. Thì nhãn hiệu em hình dung nôm na là giống như là cái tên thuốc chẳng hạn như là Lipitor, là Daflon, là Efferragan, thì đó gọi là nhãn hiệu, hiểu không? Thì họ cũng sẽ đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu để những công ty kinh doanh khác không được sử dụng cái tên này, hoặc là dùng cái tên tương tự hoặc là y chang cũng không được đó. Còn chỉ dẫn địa lý ở đây thì sẽ bao gồm tên gọi của hàng hóa và xuất xứ hàng hóa, bao gồm tên gọi hàng hóa và xuất xứ hàng hóa. Tên gọi hàng hóa và xuất xứ, ví dụ như là cô có là kẹo dừa Bến Tre, ví dụ vậy, hay là nó sẽ gồm có cái tên là kẹo dừa và xuất xứ là Bến Tre, thì đây là gọi là chỉ dẫn địa lý, hoặc là cà phê Buôn Mê Thuột đó, hoặc là rau củ quả Đà Lạt đó. Thì đó gọi là cái đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, tại đó là chỉ dẫn địa lý. Rồi, hoặc là tên thương mại thì cô muốn em phải phân biệt tên thương mại và nhãn hiệu, hai cái này là khác nhau nha. Tên thương mại nó khác với nhãn hiệu. Vậy thì tên thương mại là cái tên gọi của tổ chức cá nhân để phân biệt các tổ chức cá nhân với nhau. Nhãn hiệu hồi nãy cô nói là em hình dung nôm na là tên gọi của sản phẩm, còn tên thương mại là tên của công ty, hiểu không? Tên của công ty đó, ví dụ mình có là công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1, công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2, thì đó gọi là tên thương mại. Rồi mình có là Domexco Dược Hậu Giang, Vidifa, Sanofi, thì hình dung đó chính là tên thương mại nha. Còn cái tên của sản phẩm, tên của thuốc thì đó gọi là nhãn hiệu, mà tên công ty thì mình gọi là tên thương mại, hình dung chưa? Cho nên là ví dụ như cô hỏi là cái tên gọi để phân biệt hàng hóa dịch vụ thì gọi là nhãn hiệu, nhưng mà cái tên để mà phân biệt các chủ thể kinh doanh với nhau thì mình gọi đó là gì? Là tên thương mại đó. Ngoài ra thì cũng có bí mật kinh doanh một số cái liên quan, ví dụ như là gì, ví dụ như là cái công thức bào chế, đúng không? Công thức để mà pha chế đó, công thức bào chế thuốc, công thức pha chế hay là quy trình kiểm nghiệm, vân vân, một số cái được xem như là đó là cái bí mật kinh doanh. Rồi, và ngoài ra là có quyền chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Thì em thấy đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nó khá là đa dạng, đúng không? Nó khá là đa dạng, nó gồm nhiều cái đối tượng khác nhau. Tiếp theo là so sánh giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Rồi, bây giờ mình sẽ so sánh giữa hai cái quyền này với nhau. Đầu tiên là về đối tượng. Đối tượng thì quyền tác giả là gồm có tác phẩm văn học, khoa học nghệ thuật, cuộc biểu diễn ghi âm, ghi hình, vân vân. Đó, ví dụ như em có một cái cuốn sách, đúng không? Em viết ra một cuốn sách, một bài hát, một bài báo thì đó là đối tượng của quyền tác giả. Còn quyền sở hữu công nghiệp, đối tượng nó là gì? Là sáng chế, là kiểu dáng công nghiệp. Thì những cái đối tượng này hồi nãy mình vừa mới nhắc tới xong, đúng không? Là bí mật kinh doanh, là nhãn hiệu, là tên thương mại, là chỉ dẫn địa lý. Thì ngay chỗ này, ví dụ như cô sẽ hỏi là nhãn hiệu là đối tượng của quyền nào, thì em phải biết đó là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Rồi cô hỏi là tác phẩm văn học là đối tượng của quyền nào, thì đó đối tượng của quyền tác giả, hiểu chưa? Tên thương mại là đối tượng của quyền nào, thì đó là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Đó, như vậy là có đối tượng ha. Đối tượng là mình nhìn vô cái đối tượng là mình phải biết thuộc quyền nào, hiểu chưa? Ví dụ như cô hỏi là kiểu dáng công nghiệp thì đối tượng của quyền nào, thì mình phải trả lời là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Rồi bây giờ tiếp theo, cái đặc điểm khác nhau nữa là gì? Đối với quyền tác giả thì sẽ phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Đó, vậy thì em lưu ý giùm cô là nó phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Chẳng hạn như khi mà em, ví dụ như em viết một cái bài báo để mà đăng trên một cái tạp chí nghiên cứu khoa học nào đó, em có viết một ra cái một cái bài báo, thì kể từ khi mà em viết ra cái bài báo này là em đã có cái quyền tác giả rồi, hiểu không? Kể từ khi mà em đã viết, đã soạn thảo ra dưới một cái hình thức vật chất nhất định, có thể là em đã ghi vào một cái đĩa, em đã có một cái file dữ liệu đó, em đã có soạn thảo ra một cái văn bản, một cái tờ giấy, thì đó chính là một cái hình thức vật chất nhất định. Thì em sẽ có quyền tác giả kể từ khi mà tác phẩm được sáng tạo nha, có quyền tác giả kể từ khi mà tác phẩm được sáng tạo. Và ở đây là mình không hề nhắc tới gì đến cái việc là mình phải đi đăng ký bảo hộ cả. Nó bản thân quyền tác giả là nó đã có kể từ khi tác phẩm được sáng tạo ra dưới một hình thức vật chất nhất định. Còn quyền sở hữu công nghiệp thì ở đây là người ta ghi chung chung là phát sinh tại từng thời điểm tùy thuộc vào đối tượng bảo hộ. Nhưng mà về về cái mặt bằng chung là đối với quyền sở hữu công nghiệp là nó sẽ phát sinh kể từ khi mà mình được cấp văn bằng, phát sinh kể từ khi mà được cấp văn bằng hoặc là cái văn bằng bảo hộ mình nó có hiệu lực. Có nghĩa là nếu như mà em muốn có quyền sở hữu công nghiệp nè, là ví dụ như bây giờ là em phát minh ra thuốc mới, đúng không? Em có một cái sáng chế. Sáng chế thì đương nhiên em muốn có quyền. Nó có phát sinh kể từ khi mà cái sáng chế của em nó được tạo ra không? Không, nó khác nha. Quyền sở hữu công nghiệp em có quyền phát sinh, em có quyền sở hữu công nghiệp, muốn có cái quyền thì đương nhiên em phải đi đăng ký bảo hộ với cơ quan sở hữu trí tuệ. Em đi đăng ký bảo hộ, sau đó em được cấp cái văn bằng bảo hộ. Khi cái họ cấp văn bằng bảo hộ thì em mới có cái quyền sở hữu công nghiệp đối với cái sản phẩm đó. Đó. Còn quyền tác giả nè là phát sinh kể từ khi tác phẩm được tạo ra. Được tạo ra. Còn ở đây là không hề nhắc tới cái chuyện là em phải đi đăng ký bảo hộ gì cả, hiểu không? Khi mà nó được tạo ra thì em đã có quyền tác giả rồi. Còn đương nhiên nếu như mà sau đó em muốn đi đăng ký thì vẫn được ha, em muốn đi đăng ký để được bảo hộ thì vẫn được đó, để mà nó sẽ thuận lợi cho em trong trường hợp mà có xảy ra những cái tranh chấp thì em sẽ được thuận lợi hơn nha. Rồi quyền tác giả là sẽ bảo hộ hình thức thể hiện, còn quyền sở hữu công nghiệp thì sẽ bảo hộ nội dung ý tưởng sáng tạo. Quyền tác giả sẽ bảo hộ hình thức, quyền sở hữu công nghiệp sẽ bảo hộ nội dung. Thì đối với quyền tác giả người ta không cần phải đánh giá và công nhận, có nghĩa là ví dụ như cái chuyện đó không phải là hay nó mới đánh giá, nó mới bảo hộ,
đúng không? Bài hát không phải là người ta không phải đánh giá là dựa trên là bài hát đó nó có hay hay không đó, mà người ta ở đây là bảo hộ về cái hình thức thể hiện. Ví dụ như là hai cái bài hát nó đều nói về tình yêu gia đình, ví dụ vậy cái nội dung của nó về tình yêu gia đình là giống nhau, mà ở đây như vậy là nó sẽ bảo hộ về cái hình thức thể hiện thôi, chứ còn nội dung thì nó có thể là giống nhau, hiểu không? Cho nên là bảo hộ nội dung đối với quyền tác giả, bảo hộ nội dung thì rất là khó. Người ta chỉ bảo hộ ở đây là bảo hộ về hình thức thể hiện của sự sáng tạo đó, không cần phải được đánh giá và công nhận, có nghĩa là không cần phải đánh giá là cái tác phẩm đó nó hay hay không ha. Còn ở đây quyền sở hữu công nghiệp thì sẽ bảo hộ cái nội dung, ý tưởng sáng tạo và uy tín thương mại đó, nó sẽ bảo hộ nội dung ý tưởng sáng tạo, có nghĩa cái ý tưởng sáng tạo này nó có mới hay không, người khác đã sáng tạo ra chưa, hiểu không? Nếu như mà người khác đã sáng tạo ra rồi, đã sử dụng rồi thì đương nhiên là em không được bảo hộ đó. Như vậy một bên là bảo hộ về hình thức, quyền tác giả thì sẽ bảo hộ về hình thức ha, quyền sở hữu công nghiệp sẽ bảo hộ về nội dung nha. Rồi bây giờ tiếp theo nào, đối với quyền tác giả thì không cần phải có văn bằng bảo hộ, quyền tác giả không cần phải có văn bằng bảo hộ, còn quyền sở hữu công nghiệp một số phải được cấp văn bằng mới được bảo hộ đó. Quyền tác giả thì không cần phải có văn bằng, giống như hồi nãy mình đã phân tích. À, em có quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo dưới một hình thức vật chất nhất định, cho nên là em không cần đăng ký bảo hộ, em vẫn đã có quyền tác giả rồi. Còn nếu như mà em muốn đi đăng ký thì vẫn được, vẫn đương nhiên là em đang nên đi đăng ký, nó sẽ có lợi cho em, nó sẽ có lợi cho em để không phải xảy ra những cái tranh chấp sau này, hiểu không? Còn bản thân quyền tác giả thì không cần phải có văn bằng bảo hộ, nó đã phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo dưới hình thức nhất định rồi thì em đã có cái quyền tác giả rồi. Còn đối với quyền sở hữu công nghiệp thì phải được cấp cái văn bằng thì mới được bảo hộ đó, phải được cấp văn bằng mới được bảo hộ. Ví dụ như là sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa đó, những cái này em muốn bảo hộ thì em phải được cấp văn bằng. Như vậy khác nhau chưa? Một bên là không cần phải có văn bằng, nhưng một bên là đối với những cái trường hợp này thì phải được cấp cái văn bằng thì mới được bảo hộ. Là sáng chế, là giải pháp hữu ích, là kiểu dáng công nghiệp, là nhãn hiệu, là tên gọi xuất xứ hàng hóa đó, phải được cấp cái văn bằng em mới được bảo hộ, em mới chính thức là có quyền sở hữu công nghiệp, hiểu không? Rồi tiếp theo là quyền tác giả thì sẽ bảo vệ tính nguyên gốc của tác phẩm, quyền tác giả sẽ bảo vệ tính nguyên gốc của tác phẩm nha. Có nghĩa là bảo vệ từ khi mà có quyền tác giả, có nghĩa là người ta sẽ không được phép chỉnh sửa cái nội dung của cái tác phẩm đó. À, mọi cái hành vi mà gọi là chỉnh sửa, xuyên tạc nội dung thì chắc chắn là vi phạm đến quyền tác giả. À, như vậy quyền tác giả là sẽ giúp bảo vệ cái tính nguyên gốc, có nghĩa là không được chỉnh sửa nội dung mà không được sự đồng ý của tác giả, đúng không? Còn quyền sở hữu công nghiệp là nó sẽ bảo hộ tính mới so với thế giới, à, bảo hộ cái tính mới. Em muốn được bảo hộ thì chắc chắn là em phải có cái tính mới, em phải có cái tính mới so với thế giới thì em mới được bảo hộ đó. Cái mới của em có nghĩa là chưa ai sử dụng, chưa ai công khai cả đó, nó khác với quyền tác giả. Thì đó là một số nét mình sẽ so sánh sự khác nhau nha. Như vậy tóm lại nè, cái nào bảo hộ về hình thức nhớ giùm cô, đó là quyền gì? Quyền tác giả. Cái nào không cần có văn bằng bảo hộ đó là quyền tác giả. Cái nào bảo hộ tính mới thì đó là quyền sở hữu công nghiệp, được chưa? Cái nào phát sinh kể từ khi văn bằng phát sinh kể từ khi văn bằng được cấp, quyền nào được phát sinh kể từ khi văn bằng được cấp đó là quyền sở hữu công nghiệp. Còn cái quyền nào phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo dưới một hình thức nhất định thì đó là quyền tác giả đó, nhớ chưa? Những cái ý đó là những cái quan trọng mà mình cần phải nắm để mà mình so sánh ha.
Rồi bây giờ tiếp theo là về hiệu lực. Về hiệu lực của bằng và những cái giấy chứng nhận. Thì bằng độc quyền sáng chế hiệu lực là 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Kiểu dáng công nghiệp là 5 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn 2 lần liên tiếp và mỗi lần là 5 năm. Như vậy em sẽ lưu ý giùm cô nè. Cái thời gian mà hết hiệu lực của nó là người ta sẽ tính là 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Hiểu không? Giải pháp hữu ích là người ta sẽ tính là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Thì bây giờ cô ví dụ nha, cô ví dụ chẳng hạn như là năm 2000 em đi nộp đơn để đăng ký sáng chế. Năm 2000 em nộp đơn. Vậy thì năm 2003 em được cấp bằng độc quyền sáng chế. Vậy thì khi nào thì bằng độc quyền sáng chế của em nó sẽ hết hiệu lực? Rồi, thì năm 2020 là câu trả lời chính xác. Rồi, vậy thì khi nào thì bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực? Có hiệu lực kể từ năm nào? À, có hiệu lực kể từ năm 2003. Có nghĩa là kể từ khi mà mình được cấp văn bằng. Và nó sẽ hết hiệu lực là năm 2020, là người ta sẽ tính 20 năm kể từ cái ngày mà mình nộp đơn. Đó, cho nên là cái thời gian chính thức mà mình được bảo hộ là chính thức là bao nhiêu năm thôi? À, thời gian mà mình được bảo hộ chính thức là chỉ có 17 năm thôi. 17 năm thôi là tính từ năm 2003 cho đến năm 2020. Hiểu không? Tính là từ năm 2003 cho đến năm 2020. Cho nên là nộp đơn và được cấp bằng thì thời gian mà cấp cái văn bằng bảo hộ mà càng sớm thì mình sẽ càng có lợi. Hiểu không? Tại vì người ta sẽ tính hết hạn là tính từ cái lúc mà mình nộp đơn. Đó, 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Lưu ý nha. Rồi. Như vậy cô nhắc lại nha, nếu như mà năm 2000 em nộp đơn, năm 2003 em được cấp bằng thì cái bằng bảo hộ của em nó sẽ có hiệu lực từ năm ngày 2003 cho đến năm 2020. Và thực tế cái thời gian mà mình được bảo hộ là nó chỉ có 17 năm thôi, chứ không phải là 20 năm. Hiểu không? Không phải là 20 năm. Đó, vậy thì cái thời gian mà mình chính thức được bảo hộ nó luôn luôn nó sẽ nhỏ hơn những cái con số này. Nhỏ hơn con số 20 và tương tự nó cũng sẽ nhỏ hơn con số 10. Và ở đây thì đối với ba cái bằng độc quyền này, em thấy là đối với kiểu dáng công nghiệp thì nó có thể gia hạn. Giải pháp hữu ích là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Kiểu dáng công nghiệp là 5 năm, có thể gia hạn 2 lần liên tiếp và mỗi lần là 5 năm. Như vậy đối với kiểu dáng công nghiệp thì mình có thể gia hạn và gia hạn thêm 2 lần nữa, mỗi lần là 5 năm, có nghĩa là 10 năm nữa. Ha, cộng với 5 năm ở đây thì là tổng cái thời gian mình được bảo hộ là tối đa là 15 năm. Đúng không? 5 năm đầu tiên nè, sau đó có thể gia hạn 2 lần nữa. Mỗi lần 5 năm là 10 năm. Như vậy tổng cái thời gian mình bảo hộ tối đa là 15 năm thôi. Còn sáng chế là 20 năm thôi, sau đó là không có gia hạn nữa. Giải pháp hữu ích là 10 năm thôi và sau đó không gia hạn nữa. Đó, kiểu dáng công nghiệp có thể gia hạn 2 lần và tối đa cái thời gian mình bảo hộ ở đây là 15 năm. Vậy thì sau khi mà hết cái hạn này thì những công ty khác có thể kinh doanh cái sáng chế của mình, có thể kinh doanh cái giải pháp hữu ích của mình, có thể sử dụng cái kiểu dáng công nghiệp của mình à, trong kinh doanh. Đó, như vậy thì ở đây nhớ giùm cô nha, sáng chế là không gia hạn, giải pháp hữu ích cũng không gia hạn, mà chỉ có kiểu dáng công nghiệp thì có thể gia hạn 2 lần và mỗi lần là 5 năm. Tiếp theo là về giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Thì đối với giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mình sẽ được 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp và mỗi lần 10 năm. Thì ở đây là lưu ý giùm cô là người ta không có giới hạn về số lần gia hạn, muốn gia hạn bao nhiêu lần cũng được, tùy theo mình thôi. Nếu như mà mình vẫn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu thì mình cứ tiếp tục đi gia hạn, đó, mỗi lần là 10 năm. Cho nên là mình cứ gia hạn hoài thì nó sẽ còn hạn mãi luôn, không bao giờ hết. Còn nếu như ví dụ như cái sản phẩm của mình nó bị lạc hậu, nó bị lỗi thời, mình không có xin kinh doanh sản xuất cái sản phẩm này nữa, bây giờ mình không có muốn gia hạn nữa thì thôi, coi như là nó sẽ hết hạn và người khác có thể kinh doanh cái nhãn hiệu của mình. Được không? Rồi,
đăng ký chỉ dẫn địa lý thì hiệu lực là vô thời hạn đó. Như vậy là hiệu lực thì chắc chắn là mình phải học kỹ, mình học phải học kỹ về cái hiệu lực của những cái giấy chứng nhận hoặc là cái bằng bảo hộ. Và nhân tiện đây mấy em cũng phải phân biệt giùm cô cái nào mình gọi là giấy chứng nhận và cái nào là mình gọi là cái bằng độc quyền nha. Ví dụ như đối với sáng chế giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp thì mình gọi là bằng độc quyền đó, những cái này mình gọi là bằng độc quyền. Nhưng mà đối với nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý thì mình gọi là gì? À, mình gọi là giấy chứng nhận, thấy chưa, khác nhau nha. À, nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý thì mình gọi là giấy chứng nhận đó. Ví dụ như mai mốt cô sẽ hỏi là chọn câu sai đối với những cái văn bản sau ví dụ vậy, thì cô nói là giấy chứng nhận sáng chế thì đó là câu sai đúng không, sáng chế thì gọi là bằng độc quyền đó. Rồi thì như vậy là đối với bằng độc quyền thì có kiểu dáng công nghiệp là có thể gia hạn ha, còn hai cái ở trên thì không có gia hạn. Bây giờ tiếp theo là về tính chất quyền sở hữu trí tuệ. Về tính chất quyền sở hữu trí tuệ thì đối với sở hữu thông thường, đối với sở hữu thông thường thì chủ sở hữu sẽ có đủ 3 quyền. À, sẽ có đủ 3 quyền, thứ nhất là chiếm hữu, thứ hai là sử dụng và thứ ba là định đoạt. Đó, giống như là khi mà em có một cái tài sản là một cái căn nhà hoặc là em có một cái cuốn sách thì em được xem là chủ sở hữu và em sẽ có đủ 3 quyền khi mà em đang sở hữu cái tài sản đó. Em sẽ có đủ 3 quyền, thứ nhất là quyền chiếm hữu, thứ hai là quyền sử dụng và thứ ba là quyền định đoạt. Chiếm hữu có nghĩa là mình sẽ nắm giữ và chi phối cái tài sản đó. À, nắm giữ và chi phối giống như là em có một cái cuốn sách, em không muốn cho ai mượn, em cất em giữ đó. À, em không muốn chia sẻ, em không muốn đưa cho ai thì đó là gọi là cái quyền của em, gọi là quyền chiếm hữu. À, em giữ cho riêng một mình em thôi, kệ em. Cái quyền thứ hai là sử dụng, có nghĩa là em có sách thì em có quyền em đọc, em xem, em làm gì kệ em, đúng không? Đó, quyền sử dụng là mình sẽ khai thác những cái lợi ích từ cái tài sản đó, ví dụ mình xem, mình đọc. Rồi. Cái quyền thứ ba là quyền định đoạt. Quyền định đoạt có thể là có nghĩa là cái quyền mà chuyển giao quyền sở hữu. À, chuyển giao quyền sở hữu đó, chẳng hạn ví dụ như là mình có thể bán đúng không, mình có thể bán cái tài sản. Tôi nhắc lại nha, như vậy ở đây đối với sở hữu thông thường thì chủ sở hữu sẽ có đủ 3 quyền, là chiếm hữu có nghĩa là quyền nắm giữ chi phối tài sản, sử dụng là khai thác cái lợi ích từ tài sản, à, định đoạt có nghĩa là chuyển giao. À, chuyển giao quyền sở hữu đó, chuyển giao quyền sở hữu hoặc là cho tặng bán. À, cho tặng bán hoặc là tiêu hủy cái tài sản, đúng không, ví dụ mình thích thì mình bỏ đi ha, hoặc là mình cho, mình tặng, mình bán đó, thì đó gọi là cái quyền định đoạt. Rồi, chiếm hữu có nghĩa là nắm giữ chi phối, sử dụng có nghĩa là khai thác lợi ích từ tài sản, định đoạt có nghĩa là cho tặng bán ha, hoặc là tiêu hủy, thì đó gọi là quyền định đoạt. Còn ở đây đối với sở hữu trí tuệ thì lưu ý giùm cô là không quy định gì về quyền chiếm hữu. À, như vậy đối với quyền sở hữu trí tuệ thì không quy định gì về quyền chiếm hữu. Vậy thì nó chỉ có quy định về hai quyền thôi, nó chỉ có nhắc tới hai quyền còn lại thôi. Hai quyền còn lại là quyền gì mem? Quyền sử dụng và quyền quyền định đoạt. À, hồi nãy mình nói đó, đối với chủ sở hữu thông thường sẽ có đủ 3 quyền, nhưng đối với quyền sở hữu trí tuệ thì không có quy định về quyền chiếm hữu mà chỉ có đề cập tới quyền sử dụng và quyền định đoạt. Rồi, tại vì là ở đây người ta nói là không thể nắm bắt chiếm hữu được kiến thức về một giải pháp kỹ thuật hay là một kiểu dáng công nghiệp đó, không được, không nắm bắt chiếm hữu được các kiến thức về một giải pháp hoặc là một kiểu dáng công nghiệp. Tại vì mấy em hình dung là mình chỉ được có quyền lợi sở hữu về về vấn đề về sở hữu trí tuệ trong một cái khoảng thời gian thôi. Đây là những cái tài sản mình gọi là tài sản vô hình. Tài sản vô hình thì đương nhiên là không thể nắm bắt hoặc là chiếm hữu được. Đó, giống như là những cái tài sản khác, là những cái tài sản hữu hình khác. Tóm lại là lưu ý giùm con này là quyền sở hữu trí tuệ không quy định gì về quyền chiếm hữu.
Vậy thì nó chỉ có quy định hai quyền chính, là thứ nhất là quyền sử dụng và thứ hai là quyền định đoạt. Chủ sở hữu thông thường sẽ có đủ ba quyền, nhưng sở hữu trí tuệ thì chỉ có hai quyền thôi, không có quy định về quyền chiếm hữu. Nhớ chưa? Rồi, tiếp theo là cơ chế bảo hộ thì sẽ có bốn cơ chế bảo hộ. Nha, có bốn cơ chế bảo hộ. Thứ nhất là có mục đích, thứ hai là có chọn lọc, thứ ba có thời hạn và thứ tư là có điều kiện. Đó, có mục đích, có chọn lọc, có thời hạn và có điều kiện. Có mục đích có nghĩa là việc bảo hộ sẽ thúc đẩy tính năng động sáng tạo của các chủ thể kinh doanh. Nó giống như hồi nãy cô nói đó, nếu như mà em không có đem lại cái quyền cho cái người sáng tạo thì chắc chắn là họ sẽ không có thích sáng tạo nữa, tại vì họ sáng tạo ra thì người khác cũng lấy để kinh doanh. Như vậy là việc bảo hộ sẽ có mục đích là gì? Làm cơ sở thúc đẩy tính năng động sáng tạo nè, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có chọn lọc, đặt ra những cái tiêu chuẩn bảo hộ, có nghĩa không phải cái gì người ta cũng bảo hộ, mà người ta phải xem xét ha, thỏa mãn những cái điều kiện thì người ta mới bảo hộ. Có nghĩa là ví dụ như cái sáng chế của em nó có tính mới hay không, đúng không, nó có trình độ sáng tạo hay không, nó có khả năng được áp dụng rộng rãi hay không thì người ta mới bảo hộ được đó. Như vậy là cơ chế thứ hai là có chọn lọc. Cái thứ ba là có thời hạn. Có thời hạn có nghĩa là nó chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian thôi, đúng không, nó chỉ có giới hạn trong một khoảng thời gian thôi. Giống như sáng chế là 20 năm kể từ ngày nộp đơn, đúng chưa. Rồi bảo hộ có điều kiện có nghĩa là với điều kiện là những cái sáng chế của em nó không được đi ngược lại với lợi ích xã hội, cản trở không chính đáng các chủ thể kinh doanh khác. Nó như vậy về cơ chế là mình có tất cả là bốn cái cơ chế nha: có mục đích, chọn lọc, có thời hạn và có điều kiện. Rồi một số những cái nội dung tiếp theo là người ta sẽ phân tích và làm rõ hơn cái so sánh, thì những cái này mà em sẽ tự học, tự xem giùm cô nha. Đó, ví dụ như ở đây là quyền tác giả chỉ bảo hộ về hình thức thôi, thì vì sao thì người ta giải thích ở đây. Nó cũng sẽ làm rõ hơn cái phần mà mình hồi nãy mình so sánh mình nói đó, là quyền tác giả chỉ bảo hộ hình thức, thì mấy em có thể đọc thêm để mấy em hiểu rõ hơn. Rồi bây giờ tiếp theo là cái thời hạn bảo hộ quyền tác giả nè. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là từ khi tác phẩm được hình thành cho đến hết 50 năm kể từ khi tác giả qua đời. Đó, từ khi tác phẩm được hình thành cho đến hết 50 năm kể từ khi tác giả được qua đời. Vậy thì em sẽ thấy là cái thời gian bảo hộ này nó khác so với cái quyền sở hữu công nghiệp, thấy chưa? Cái thời gian bắt đầu của nó là từ khi tác phẩm được hình thành. Từ khi tác phẩm được hình thành. Còn hồi nãy cái quyền sở hữu công nghiệp, ví dụ như đối với sáng chế, em có cái quyền sở hữu công nghiệp là phải từ khi mà em được cấp cái bằng bảo hộ. Hồi nãy là em năm 2000 em nộp đơn, mà năm 2003 em mới được cấp bằng, như vậy năm 2003 em mới có cái quyền sở hữu công nghiệp. Còn ở đây cái quyền tác giả thì em đã có quyền từ khi mà tác phẩm được hình thành rồi, hiểu không? Em đã có cái quyền tác giả là từ khi tác phẩm được hình thành rồi và sẽ đến hết 50 năm kể từ khi tác giả qua đời đó. Rồi và trong thời hạn bảo hộ nè thì chủ sở hữu quyền tác giả có quyền cấm chủ thể khác sử dụng tác phẩm của mình vào mục đích kinh doanh và đồng thời yêu cầu người sử dụng phải trả thù lao. Đó. Như vậy sẽ có quyền cấm cấm người ta sử dụng cái tác phẩm của mình vào mục đích kinh doanh, ví dụ như người ta sao chép, người ta bán hàng loạt, người ta sao chép đó, bán giống như bản lậu gì đó, bán hàng loạt ha. Rồi hoặc là sử dụng với mục đích kinh doanh mà không có trả thù lao thì cũng không được đó. Như vậy nếu như mà có sử dụng vào mục đích kinh doanh thì yêu cầu cái người sử dụng đó phải trả thù lao. Như vậy lưu ý về thời gian nha, thời gian bảo hộ này là 50 năm từ khi tác phẩm được hình thành cho đến hết 50 năm kể từ khi tác giả qua đời. Rồi tiếp theo nè, quyền nhân thân không gắn với tài sản thì được bảo hộ vô thời hạn. Quyền nhân thân không gắn với tài sản được bảo hộ vô thời hạn. Rồi bây giờ mình quay lại cái khái niệm quyền tác giả hồi nãy nha em.
Quay lại cái khái niệm quyền tác giả hồi nãy em còn nhớ không? Quyền tác giả là bảo hộ quyền gì? Tập là bảo hộ quyền quyền nhân thân và quyền quyền tài sản, còn nhớ không? Trong cái khái niệm hồi nãy mình có nhắc tới đó. Rồi, khái niệm quyền tác giả đó em hồi nãy mình đã nhắc tới đó ha, là quyền gồm quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả. À, bảo vệ quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật. Thì em sẽ lưu ý giùm cô ngay chỗ này. Em sẽ chụp hình cái slide này lại. Cái slide này, cái phần phía dưới em có thấy không? Là mình sẽ làm rõ hơn là quyền nhân thân là gồm cái gì. Hồi nãy cô đã nhắc rồi nha, quyền tác giả là bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Của ai thì có của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật. Đó. Như vậy quyền nhân thân sẽ bao gồm bốn cái quyền ở phía bên dưới, em có thấy không em? Có thấy bốn cái quyền ở bên dưới không? Có thấy rõ không? Nếu mà không rõ thì cô sẽ chép ra một cái slide khác cho em xem. Rồi. Đó thì ở đây là nó sẽ gồm có bốn cái quyền nha. Bốn cái quyền ở bên dưới thì mình sẽ thấy nè. Thứ nhất là đặt tên. Thứ hai là đứng tên. Thứ ba là công bố và thứ tư là bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Đó. Quyền nhân thân là bao gồm các quyền sau, là gồm có bốn quyền, nhớ giùm cô là bao gồm bốn quyền nha. Thứ nhất là đặt tên. Thứ hai là đứng tên, là khi mà mình sáng tác ra thì mình có quyền đứng tên trên cái tác phẩm đó. Thứ ba là mình có quyền công bố hoặc là cho phép người khác công bố, mình có quyền công bố. Và thứ tư là bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không được sửa chữa, có nghĩa là cái thứ tư này là nó liên quan đến cái nội dung, không được chỉnh sửa cắt xén nội dung, mà chỉnh sửa cắt xén mà đặc biệt là gây ảnh hưởng đến danh dự uy tín của tác giả là chắc chắn là không được. Đó, vậy thì quyền nhân thân là lưu ý giùm cô là gồm có bốn quyền. Thứ nhất là đặt tên, thứ hai là đứng tên, thứ ba là công bố và thứ tư là bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. À, bảo vệ toàn vẹn nội dung của tác phẩm. Rồi, ở trong bốn cái quyền này thì lưu ý cho cô là cái quyền số 1, số 2 và số 4. 1, 2, 4 gọi là quyền nhân thân không gắn với tài sản. Ha, mình nên ghi lại cái chỗ này nha, 1, 2, 4 là quyền nhân thân không gắn với tài sản. Còn cái số 3 gọi là quyền nhân thân gắn với tài sản. Được chưa? 1, 2, 4 là quyền nhân thân không gắn với tài sản. 1 là đặt tên, 2 là đứng tên và 3 là bảo vệ toàn vẹn nội dung. Thì 1, 2, 4 là quyền nhân thân không gắn với tài sản. 3 gọi là quyền nhân thân gắn với tài sản. Em có ghi lại chưa? Có bốn cái quyền ở đây nha. Có bốn cái quyền. Thì 1, 2, 4 gọi là quyền nhân thân không gắn với tài sản. Còn cái số 3, công bố tác phẩm gọi là quyền nhân thân gắn với tài sản. Rồi, bây giờ mình mới tới cái chỗ mà hồi nãy mình phân tích về thời gian bảo hộ nè. Thời gian bảo hộ thì người ta mới nói là gì? Quyền nhân thân không gắn với tài sản được bảo hộ vô thời hạn. Thấy chưa? Quyền nhân thân không gắn với tài sản của tác giả được bảo hộ vô thời hạn. Đó, bảo hộ vô thời hạn như vậy là sao? Câu này có nghĩa là gì? Câu này có nghĩa là gì? Thì ở đây nè, người ta ví dụ cho mình nè, không ai có quyền thay đổi tên tác phẩm Kiều Nguyễn Du. Như vậy cái việc thay đổi tên tác phẩm Kiều Nguyễn Du là nó liên quan đến cái quyền số mấy ở trong 1, 2, 3, 4 này. Không ai được đứng tên tác phẩm và cũng không ai sửa lại nội dung lời thơ. Thấy chưa? Bảo hộ vô thời hạn có nghĩa là những cái điều này mãi mãi là nó sẽ như vậy, không bao giờ được thay đổi, không được thay đổi tên tác phẩm, không được đứng tên giùm cho Nguyễn Du,
cũng không được sửa lại cái nội dung lời thơ dùm cho người ta, đúng không? Như vậy thì ở đây bảo vệ hộ vô thời hạn có nghĩa là mãi mãi những cái này nó sẽ luôn luôn như vậy, không bao giờ được thay đổi. Nó không bao giờ được thay đổi. Thì như vậy là cái việc mà đổi tên gọi là cái quyền số máy nè. Đúng, đặt tên nè mấy em, gọi là đặt tên nè mà mình đi đổi tên là không được nè. Cái tên nó như thế nào thì mãi mãi là như vậy. Không ai được đứng tên tác phẩm nè, có nghĩa là đứng tên đó là mình chiếm đoạt luôn rồi cái quyền tác giả rồi, đúng không? Đứng tên thật hoặc bút danh nè, không được đứng tên giùm luôn, đúng không? Của người ta mình đứng tên của mình lên mình làm tác giả không được. Sửa lại nội dung là cái số 4 nè, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, thấy chưa? Như vậy nhớ giùm cô cái câu mà màu đỏ này nè. Cái câu màu đỏ này là gì? Là quyền nhân thân không gắn với tài sản thì sẽ được bảo hộ vô thời hạn. Nhớ cái câu này nha. Quyền nhân thân không gắn với tài sản được bảo hộ vô thời hạn. Mà khi mà hỏi tới quyền nhân thân là gồm cái gì là mình phải trả lời được là gồm đặt tên, là đứng tên và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Hiểu chưa? Đối với đồng tác giả thì tác phẩm sẽ được bảo hộ cho đến hết 50 năm kể từ khi đồng tác giả sau cùng chết. Như vậy trong trường hợp mà nếu như mà có nhiều người cùng đứng tên tác giả thì tác phẩm sẽ được bảo hộ cho đến hết 50 năm kể từ khi mà đồng tác giả sau cùng chết. À, còn nếu mà tác phẩm này mà không rõ tác giả hay khuyết danh thì nhà nước sẽ được hưởng quyền tác giả. Đó, bình thường thì nó sẽ có quyền tác giả là từ khi tác phẩm được sáng tạo cho đến hết 50 năm kể từ khi tác giả qua đời. Còn đồng tác giả có nghĩa là nhiều tác giả thì mình sẽ tính là cái thời gian mà đồng tác giả sau cùng chết nha. Bây giờ tiếp theo là về hành vi xâm phạm quyền tác giả. Về hành vi xâm phạm quyền tác giả là mình sẽ có ba cái hành vi sau. À, thứ nhất là xâm phạm quyền nhân thân không gắn với tài sản. Thứ hai là xâm phạm quyền nhân thân gắn với tài sản. Và thứ ba là xâm phạm quyền tài sản. Ai xâm phạm quyền tài sản, thấy chưa? Có ba cái hành vi xâm phạm. Thì xâm phạm quyền nhân thân không gắn với tài sản là gì thì hồi nãy cô đã nói rồi đúng không? Đó là chiếm đoạt quyền tác giả nè, sửa chữa cắt xén nội dung nè. Hồi nãy mình học một là đặt tên, hai là đứng tên đó. Cái số 2 là đứng tên mà đi chiếm đoạt như vậy là xâm phạm quyền nhân thân nè. Hồi nãy cô nói 1 2 3 4 quyền nó còn nhớ không, thì 1 2 4 gọi là quyền nhân thân không gắn với tài sản. Đó, chiếm đoạt quyền là nó liên quan tới cái số 2 nè. Sửa chữa cắt xén nội dung đó là liên quan tới cái số 4 nè, thấy chưa? Thì đó gọi là quyền nhân thân không gắn với tài sản. Thì ngay chỗ này mình phải học để mà mình biết. Có nghĩa là cô sẽ hỏi như sau. Cô sẽ hỏi là gì? Hành vi công bố không được sự đồng ý của tác giả được gọi là xâm phạm quyền gì? Ví dụ vậy, công bố không được sự đồng ý của tác giả thì xâm phạm quyền gì? Thì em phải trả lời được là xâm phạm quyền. Quyền gì mấy em? Quyền gì? Cô nói là công bố mà không được sự đồng ý của tác giả thì xâm phạm quyền gì, trả lời được không? À, là xâm phạm quyền nhân thân gắn với tài sản. Cô hỏi là em chiếm đoạt quyền tác giả hoặc là sửa chữa nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín thì xâm phạm quyền gì, trả lời được không? À, quyền nhân thân không gắn với tài sản là câu trả lời chính xác. Rồi, còn cái hành vi thứ ba là hành vi xâm phạm quyền tài sản. Đó, xâm phạm quyền tài sản là liên quan đến việc là em sao chép nè, em xuất bản mà không được sự đồng ý nè, hoặc em làm em bán nè, à, em sử dụng nè mà không được phép của chủ sở hữu nè, xuất khẩu nhập khẩu nè, không trả tiền nhuận bút nè. Có nghĩa là những cái hành vi mà em sử dụng, em kinh doanh, em xuất khẩu, em nhập khẩu mà em không được sự đồng ý của tác giả. Đó. Chẳng hạn như là em sao chép, ví dụ như trước đây băng đĩa lậu tràn lan trên thị trường, như vậy cái việc mà sao chép để in băng đĩa lậu như vậy thì đó gọi là xâm phạm quyền tài sản, thấy chưa? Đó, hoặc là em không trả tiền nhuận bút, không trả tiền thù lao,
thì đó là gọi là hành vi xâm phạm quyền tài sản nha. Như vậy ngay chỗ này nè, cô sẽ hỏi ngay cái chỗ hành vi xâm phạm nè, thì mình sẽ lưu ý nè. Ví dụ như cô hỏi là mình sao chép xuất bản không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả thì gọi là gì? Xâm phạm quyền gì? Xâm phạm quyền tài sản nha. Rồi có cái chữ công bố, công bố mà không được sự đồng ý của tác giả thì gọi là xâm phạm quyền gì? À, quyền nhân thân gắn với tài sản, được chưa? Thì cái quyền tài sản này nè thì em sẽ hình dung là chủ yếu là mình sẽ nhắc tới chủ sở hữu quyền tác giả nha, mình sẽ liên quan đến chủ sở hữu quyền tác giả. Còn cái quyền nhân thân là chủ yếu là của tác giả, thấy chưa? Ví dụ như chiếm đoạt quyền tác giả liên quan tới tác giả nè, cắt xén nè, xuyên tạc ảnh hưởng đến uy tín của tác giả nè, thấy chưa? Ở đây là mình sẽ nhấn mạnh tới tác giả thì gọi là quyền nhân thân nha, sẽ nhấn mạnh tới là đối tượng nó chính là tác giả của chính bản thân cái tác giả đó ha, xuyên tạc. Còn quyền tài sản là nó sẽ liên quan những cái mà không được sự đồng ý, không được sự cho phép của ai, của chủ sở hữu quyền tác giả đó, sao chép xuất bản, bán giả mạo chữ ký vân vân ha, đó kinh doanh sử dụng xuất khẩu nhập khẩu không trả tiền nhuận bút, không trả tiền thù lao vân vân thì đó gọi là xâm phạm quyền tài sản. Rồi có chữ công bố, công bố là xâm phạm quyền nhân thân gắn với tài sản. Giờ đặt tên, đứng tên, chỉnh sửa nội dung là xâm phạm quyền nhân thân không gắn với tài sản. Thì mấy em phải nhớ kỹ chỗ đó nha, cô sẽ hỏi ngay chỗ cái hành vi xâm phạm. Được chưa? Hiểu rồi đúng không? Thì nội dung bài này là mình sẽ học tới đó ha, phần còn lại thì hôm sau có gì mình sẽ học tiếp. Thì tóm lại thì bài này mấy em phải có tìm hiểu học kỹ về vai trò sở hữu trí tuệ là có mấy vai trò còn nhớ không? Vai trò là mình sẽ có hai vai trò. À, thứ nhất là giúp nâng cao trình độ và thứ hai là định hướng, nâng cao và định hướng. Rồi, quyền sở hữu trí tuệ là tập hợp các quyền đối với tài sản gì nhớ chưa? Quyền sở hữu trí tuệ là tập hợp các quyền đối với tài sản gì? Tài sản vô hình, đúng rồi. Quyền sở hữu trí tuệ là tập hợp các quyền đối với tài sản vô hình. Rồi, quyền tác giả, nào, quyền tác giả là sẽ bảo hộ quyền gì? Hai quyền đó là quyền gì? Bảo hộ quyền, quyền nhân thân và quyền tài sản. Đó, bảo hộ quyền nhân thân và quyền tài sản. Rồi mình sẽ so sánh giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Ví dụ như là nhãn hiệu. Nhãn hiệu là đối tượng của quyền nào? Nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, đúng rồi. Còn tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật là đối tượng của quyền tác giả. Đúng rồi. Quyền nào sẽ bảo hộ hình thức? Quyền nào sẽ bảo hộ hình thức thể hiện? Quyền tác giả. Quyền nào không cần văn bằng bảo hộ? Quyền tác giả. Đúng rồi. Rồi mình sẽ nhớ lưu ý về cái hiệu lực của các cái văn bằng cũng như là các cái giấy chứng nhận hiệu lực ha. Rồi quyền tác giả, ví dụ như cô hỏi là quyền tác giả ha, thời gian bảo hộ quyền tác giả, trả lời thời gian bảo hộ quyền tác giả. Thời gian bảo hộ quyền tác giả. Vô hạn là sai, vô hạn là chưa chính xác, tại vì là vô hạn là mình sẽ liên quan tới cái quyền gì thôi, cái gì mới được bảo hộ vô hạn mấy em? Chỉ có cái gì mới được bảo hộ vô hạn. Còn câu hỏi là quyền tác giả thì là khác nha. Quyền tác giả thì sẽ có quyền từ khi tác phẩm được hình thành cho đến 50 năm kể từ khi tác giả qua đời.
Còn vô hạn là mình sẽ nhắc tới là quyền nhân thân không gắn với tài sản thì sẽ được bảo hộ vô hạn, là câu trả lời chính xác nha. Phải phân biệt hai cái này nha. Khi người ta hỏi quyền tác giả là từ khi tác phẩm được hình thành cho đến hết 50 năm từ khi tác giả qua đời. Còn quyền nhân thân không gắn với tài sản thì được bảo hộ vô hạn, nhớ chưa? Rồi lưu ý về những cái hành vi xâm phạm giùm cô nha. Cái nào ví dụ như là công bố là hành vi xâm phạm quyền gì, quyền nhân thân gắn với tài sản, hiểu chưa? Sao chép công bố, sao chép rồi kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu thì gọi là xâm phạm quyền tài sản. Rồi chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu trí tuệ thì chỉ có đề cập tới quyền gì thôi. Sở hữu trí tuệ không quy định về quyền gì em? Sở hữu trí tuệ không quy định về quyền chiếm hữu, đúng rồi. À, chủ sở hữu thông thường sẽ có đủ 3 quyền là quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt, nhưng sở hữu trí tuệ thì không quy định về chiếm hữu nha. Rồi đó thì những cái nội dung mà cô nhắc để cho em lưu ý. Rồi cơ chế thì mình sẽ có tất cả là mấy? Có tất cả là 4 cơ chế nha. Có mục đích, có chọn lọc, có thời hạn và có điều kiện. Rồi, thì hôm nay mình sẽ học tới đó ha em. Hôm sau mình sẽ học tiếp nha. Hôm sau mình sẽ học tiếp.